Vũng Tàu biển xanh sông vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tiếp bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý khán giả. Kính chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Chương trình được phát cùng lúc trên sóng của 6 đài phát thanh truyền hình, bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021, Kết nối Đông Nam Bộ sẽ thông tin về những hoạt động, những câu chuyện, tấm gương thầy cô giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ở một miền Đông hôm nay, mời quý vị khán giả cùng đến với tỉnh Tây Ninh để khám phá tiềm năng du lịch cộng đồng của địa phương này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong tuần nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đoàn lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương. Thay mặt ngành giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nhật Hằng đã báo cáo kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua, quyết tâm giữ vững thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học, phấn đấu thực hiện đạt 9 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm học mới 2021-2022. Tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy cũng đã nghe báo cáo về tiến độ thực hiện đề án giảng dạy song ngữ tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, nghe chia sẻ cảm xúc của giáo viên tiêu biểu được vinh danh tại Hà Nội vừa qua. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngày càng cao của xã hội. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới, ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo một cách đồng bộ, cần phải chú trọng việc đào tạo ngoại ngữ cho học sinh. Đây là yếu tố hết sức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ xây dựng đề án thành phố thông minh Bình Dương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đến lực lượng cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên của ngành giáo dục đã tham gia tuyến đầu chống dịch, đề nghị lãnh đạo ngành giáo dục xem xét triển khai các chế độ chính sách để hỗ trợ các giáo viên tình nguyện viên mắc COVID-19 trong quá trình tham gia chống dịch. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy trân trọng chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục nói chung luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tiếp tục thành công nhiều hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Thưa quý vị, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm là dịp để cho các thế hệ học trò thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô giáo của mình. Đây cũng là dịp để thầy trò gần gũi nhau hơn, chia sẻ thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc với bạn bè trường lớp, những trăn trở trên con đường tương lai. Thế nhưng trong năm nay, ngày 20 tháng 11 đến trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến cho buổi lễ tri ân không được vẹn tròn. Tuy nhiên không vì thế mà ngày 20 tháng 11 mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Sân trường vắng lặng, thầy và trò chỉ có thể gặp nhau qua màn hình. Cho đến lúc này, việc dạy và học vẫn tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Và đương nhiên, ngày lễ 20 tháng 11 năm nay, ngày lễ trọng đại mỗi năm chỉ có một lần, dành cho những người đứng trên bục giảng, cũng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Mấy năm trước là bây giờ sân trường là nô nức, là các con chuẩn bị văn nghệ, rồi nào là chuẩn bị cắm hoa, rồi vẽ tranh, vân vân, các cái hoạt động để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhưng hôm nay thì sân trường vắng lặng, chỉ có các thầy cô thôi, không thấy học trò. Đó cũng tâm trạng rất là cũng buồn. Ngay từ đầu tháng 11, các ban ngành đã có công văn chỉ đạo hướng dẫn thực hiện ngày 20 tháng 11 với phương châm an toàn, đảm bảo thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh. Tùy theo điều kiện thực tế, nhà trường có thể lựa chọn hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Việc nhất thời không thể tổ chức lễ vì dịch bệnh là điều rất đáng tiếc dành cho cả học sinh lẫn thầy cô giáo. Tuy nhiên, không vì vậy mà ngày 20 tháng 11 mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Mình cảm thấy là có khác những năm trước.
có thiếu một tí xíu thôi, thiếu một tí xíu không khí nhộn nhịp ở tại trường. Tuy nhiên là tâm trạng tôi thì nghĩ lại về những người đang khó khăn ở nơi tuyến đầu thì mình cảm thấy là mình đã hạnh phúc hơn rồi, và cảm thấy là mình sẽ cố gắng hơn, cùng góp tay chung tay làm sao mà đẩy lùi dịch bệnh để cho sớm được các bé được đến trường, để 20 tháng 11 năm sang năm thì sẽ vui hơn năm nay. Sẽ bớt đi những bó hoa, những phần quà, những gương mặt háo hức của học sinh khi ghé thăm thầy cô giáo của mình. Nhưng với các thầy cô, món quà lớn nhất vẫn là sự chân thành, sự trưởng thành của từng lớp học sinh. Ngày lễ 20 tháng 11 năm nay rồi sẽ trở thành một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, khi xa mặt nhưng không cách lòng. Khi các em học sinh vẫn có vô vàn cách khác nhau để gửi tới người thầy, người cô của mình lòng kính yêu và sự biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Thưa quý vị, thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cán bộ giáo viên của trường Hạ Sĩ Quan Xe Tăng 1 và trường Quân sự Quân đoàn 4 đã căng mình phối hợp cùng các cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ giáo viên nơi tuyến đầu chống dịch đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Từ khi dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, cùng với quân và dân cả nước, tập thể cán bộ, giáo viên trường Hạ Sĩ Quan Xe Tăng 1 và trường Quân sự Quân đoàn 4 luôn xung kích đi đầu trong cuộc chiến đấu với dịch COVID-19, tăng cường lực lượng cho thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương tham gia chống dịch COVID-19. Phần lớn các cán bộ, giáo viên đều thực hiện nhiệm vụ công tác trong điều kiện đặc biệt, song gác lại những khó khăn với tinh thần chống dịch như chống giặc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, quyết tâm cùng địa phương và nhân dân chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Chấp hành quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động lực lượng quân đội tham gia giúp đỡ địa phương các tỉnh thành phía Nam phòng chống dịch COVID-19, thì trường Hạ Sĩ Quan Xe Tăng 1, binh chủng tăng thiết giáp được trên quyết định cử 450 cán bộ chiến sĩ học viên tham gia giúp đỡ địa phương phòng dịch. Trong đó trực tiếp tham gia thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là 250 đồng chí. Trường quân sự thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu bệnh viện 5B, bệnh viện 175 điều trị những người bệnh nhân nặng và vừa 500 giường. Nhất là thực hiện cái chiến dịch tầm soát để đánh giá cái mức độ COVID của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Dịch COVID-19 đã tác động ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác giáo dục, đào tạo của các nhà trường quân đội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các nhà trường trong toàn quân đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, nhiều nhà giáo đã không quản ngại gian khó, hiểm nguy, xung kích kịp thời có mặt trên tuyến đầu chống dịch. Song song với nhiệm vụ phòng chống COVID, nhà trường tiến hành nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, đảm bảo kết thúc cho khóa 55 đúng thời gian chương trình theo nội dung của Bộ Tổng Tham mưu giao cho, kết hợp với nhiệm vụ giáo dục và chào mừng kỷ niệm ngày 20 tháng 11, cán bộ giáo viên nhà trường hăng say rèn luyện, đưa học viên sát với nhiệm vụ thực tế. Cán bộ chiến sĩ học viên nhà trường còn tham gia phun khử khuẩn, vệ sinh khu phố, tham gia vận chuyển lương thực thực phẩm, phát túi an sinh cho nhân dân, vận chuyển vaccine và vật tư y tế cho địa phương. Và qua việc làm đó thì được nhân dân đánh giá rất cao về những hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sĩ xe tăng tham gia giúp đỡ nhân dân trên mặt trận phòng chống đại dịch COVID-19. Mặc dù đây là nhiệm vụ nhiều khó khăn, vất vả, hiểm nguy, song các giáo viên nhà trường quân đội đều chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng, giữ gìn phẩm chất của người thầy áo lính, chung sức đồng lòng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Tây Ninh có thể nói là trung tâm của rất nhiều loại hình du lịch và lễ hội văn hóa du lịch. Nơi đây còn là trung tâm của đa dạng ẩm thực, đặc sản làng nghề cũng như là di tích, di sản văn hóa phi vật thể.
Tỉnh Tây Ninh có 95 di tích lịch sử văn hóa và có một di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, có 5 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nhiều danh lam thắng cảnh. Khí hậu thời tiết ôn hòa là điều kiện tốt để tỉnh Tây Ninh phát triển du lịch cộng đồng. Phát huy giá trị những lợi thế ấy, tỉnh Tây Ninh đang từng bước gõ cửa loại hình du lịch hấp dẫn này. Tây Ninh quê tôi, kia dòng sông êm trôi, nắng chiều về trên nương, nghe lòng mình yêu thương qua điệu hát quê hương. Tây Ninh quê tôi, cao su ngát xanh rừng. Tây Ninh quê tôi, rừng gỗ bao la, nơi cảnh đẹp Bà Đen, Hòa Thành đẹp xinh, Châu Thành giờ đây hòa cùng nhịp sống mến thương hiền hòa. Tây Ninh có thể nói là trung tâm của rất là nhiều cái loại hình du lịch, là trung tâm của rất là nhiều cái lễ hội văn hóa du lịch, và là trung tâm của rất là nhiều cái ẩm thực đặc sản, làng nghề, đặc biệt là trung tâm của rất là nhiều cái di tích, cái di sản văn hóa phi thể. Tây Ninh có 95 cái di tích lịch sử văn hóa và có một cái di sản văn hóa phi thể nhân loại và 5 cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, với nhiều cái danh lam thắng cảnh, điều kiện thời tiết khí hậu ôn hòa. Đây là điều kiện tốt để Tây Ninh phát triển các loại hình du lịch, trong đó có du lịch cộng đồng. Có nhiều lợi thế, nhưng ngành du lịch ở Tây Ninh mới phát triển mạnh vào những năm gần đây. Mô hình du lịch cộng đồng còn khá mới đối với Tây Ninh. Hiện nhiều hộ gia đình doanh nghiệp đầu tư homestay, nhưng chỉ là khởi đầu cho việc đáp ứng nhu cầu của du khách trong bối cảnh ngành du lịch có chuyển biến mạnh mẽ. Tại cuộc hội thảo khởi nghiệp du lịch, các đại biểu đã thảo luận và cho rằng du lịch cộng đồng sẽ là xu hướng chủ đạo sau đại dịch Covid-19. Vì vậy, để tận dụng cơ hội phát triển đa dạng và bền vững các sản phẩm du lịch cộng đồng trở thành động lực trong xây dựng nông thôn mới, cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Để du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì tỉnh phải có nhiều cái điểm đến, nhiều cái sản phẩm du lịch và nhiều cái dịch vụ du lịch khác và mang tính khác biệt để thu hút du khách. Trong thời điều kiện hiện nay thì ở góc độ của tỉnh thì thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh ủy đã có chương trình hành động 68 về phát du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ủy ban tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch 3026 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở này thì các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng đề án cũng như kế hoạch để phát triển du lịch, khai thác phát triển du lịch gắn với địa phương của mình. Thì Trung tâm Thông tin Xúc tiến cũng đã tham mưu cho sở và trình ủy ban chuẩn bị ban hành điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Gắn vào đó là kết hợp với giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2050. Trong đó có du lịch cộng đồng. Trung tâm cũng đã tham mưu sở có văn bản gửi các sở ngành có liên quan, rồi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là rà soát lại quy hoạch sử dụng đất cũng như đăng ký kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và có cái quỹ đất dành riêng để khai thác phát triển du lịch, để mời gọi các tổ chức cá nhân để đầu tư khai thác phát triển du lịch, để làm tiềm năng, để làm cái tiền đề, để mà làm cơ sở để định hướng để cho các tổ chức cá nhân khi tham gia làm du lịch thì phát triển bền vững, lâu dài và đúng định hướng chủ trương cũng như đúng cơ sở pháp lý của tỉnh. Tây Ninh, vùng đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc, được thiên nhiên ưu đãi, có nhiều phong cảnh đẹp, nhiều di tích văn hóa lịch sử và những câu chuyện khai hoang lập ấp, mở làng, gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Tây Ninh từ bao đời qua. Xã hội ngày càng phát triển thì mọi người quan tâm hơn đến việc phải sống trách nhiệm với các tài nguyên thiên nhiên và những giá trị được tạo hóa ban sẵn.
sự kết hợp hài hòa giữa các bản sắc thiên nhiên, văn hóa cộng đồng và sự quản lý của nhà nước sẽ thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn chần chờ gì nữa, hãy gõ cửa du lịch cộng đồng để mở ra cơ hội cho người dân Tây Ninh làm du lịch, tạo động lực cho nông thôn Tây Ninh phát triển. Đó cũng chính là mong muốn của du khách khi đến Tây Ninh và của người Tây Ninh với vùng đất này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kết nối Đông Nam Bộ tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.